Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, các đại chúng mình. Trân trọng kính chào tất cả quý học viên tại lớp cũng như tất cả các vị đang theo dõi online. Hôm nay thầy xin nói lời tán thán cô Thục Vũ. Cô đến từ Seattle. Là một vị Phật tử thuần thành và rất là ham học Phật pháp. Đến Cali có việc có mấy ngày, nhưng cũng thu xếp thời gian đến học Phật pháp của chúng ta. Và cô có nói với thầy là đại chúng có phước rất là nhiều bởi vì được ở tại Bồ Đề Phật Quốc. Có đúng vậy không cô? Dạ vâng. Thôi bây giờ xin mời các vị chúng ta lắng tâm thanh tịnh để chúng ta tìm hiểu nội dung chương trình cao đẳng A Tỳ Đạt Ma câu xá luận tập số 1. Chúng ta học thấy nó hơi ngược một chút, bởi vì A Tỳ Đạt Ma câu xá luận là một bộ luận dài, một bộ luận đồ sộ nhất ở trong Phật giáo. Nếu như chương trình học thuật Phật học tại Tây Tạng thì người ta phải học 12 năm Phật pháp rồi người ta mới đụng tới được A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. Và đặc biệt mỗi ngày người ta học 8 giờ đồng hồ và người ta học suốt 2 năm như vậy, chỉ dành riêng cho A Tỳ Đạt Ma câu xá luận. Và ở đây thầy không biết làm sao để mà thiết lập giáo trình với một cái thời lượng là một tuần là có 9 giờ đồng hồ. Thứ hai từ 6 chiều thứ bảy với nội dung cao đẳng và trung đẳng, sơ trung đẳng và cao đẳng có 9 giờ đồng hồ. Tất nhiên A Tỳ Đạt Ma có A Tỳ Đàm thêm 3 giờ nữa, cái đấy mình không tính. Chỉ có 9 giờ đồng hồ, làm sao có thể thiết lập cho được một cái khung giáo trình. Và một năm thì các vị chỉ có cho thầy 46 tuần. Một tuần cho thầy là có 9 giờ đồng hồ, mà nhiều khi bữa cho bữa không. Gia duyên bạn buộc lôi kéo các chị đi làm ăn. Thành ra làm sao để cho thầy có thể là truyền trao cho các vị đầy đủ giáo nghĩa Nam Bắc truyền trong Phật giáo. Cho nên đôi khi khi thiết lập giáo trình nằm suy nghĩ, cái đêm không có ngủ, nhiều khi nghĩ rất là nhiều khi mà đặt xuống một cái môn học và bố trí một cái khung chương trình như thế nào để nó ở trong cái thời gian là eo hẹp nhất. Và các vị cũng không phải là những người gọi là chuyên học, nhưng mà vẫn có thể thành tựu được cái giá trị Phật pháp cao nhất, tội giác Phật pháp cao nhất. Đó là một cái kỹ năng không có dễ dàng gì để thực hiện nổi. Vì vậy cho nên chúng ta học có khi nó lạ ở chỗ là lớp cao đẳng thì chúng ta học là tập số 1, tập số 2 của A Tỳ Đạt Ma câu xá. Nhưng mà khi ai muốn đi hơn nữa, nội dung trừu tượng hơn nữa thì chúng ta phải đi qua là chuyên khoa A Tỳ Đàm. Vẫn tiếp tục nội dung câu xá nhưng chúng ta phân tích những đặc tính khác đi và tiếp theo. Và ở trong đó nó còn cái gì nữa hả? Ở trong đó nó trình bày hết thể là 18 bộ luận. Như vậy thì từ sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, chuyên khoa A Tỳ Đàm trong nội dung hướng dẫn bằng tiếng Việt thì Đại học Sakya Buddha của chúng ta đó là một cái giáo trình cô đọng và xuất sắc nhất hiện bây giờ. Nó là hiện bây giờ nó như vậy. Và tháng 9 đây thì chúng ta lại có cái chương trình là chuẩn bị cho một cái lớp Phật học bằng tiếng Anh. Và chương trình nó là chuyên nghiệp, học chuyên nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà các vị nghe một cái thông báo, một cái chương trình thì các vị hiểu rằng là thầy phải làm bao nhiêu việc thầm lặng, bao nhiêu việc nó chìm ở dưới cái nền đất. Tới khi các vị nhìn thấy thì cái nhà nó đã hiện ở trên rồi. Cho nên thầy chia sẻ vài lời như vậy để cho chúng ta biết quý những gì mình đang có và nỗ lực học tập. Học cho mình chứ không cho ai hết. Và ở đây chúng ta tìm hiểu tới bài số 37, các lĩnh vực của nhận thức phần thứ hai. Các lĩnh vực của nhận thức phần thứ hai. Trong phần này chúng ta tìm hiểu tới nguyên lý giới địa
với mấy câu kệ thật là vén tích. Mắt không thấp hơn thân, sách không cao hơn mắt. Mắt không thấp hơn thân là sao? Hả? Mắt không thấp hơn thân là sao? Hiểu ra là chết rồi, chết rồi. Chết, chết Phật, chết tổ hết trơn. Hả? Không phải. Mắt không thấp hơn thân. Ta nói cao thấp mà, chứ đâu phải nhiều ít gì. À, cũng mắt nhìn cao hơn vậy hả? Không phải như vậy, hiểu ra là hiểu sai. Cho nên tại sao tầm mình cần phải học là vậy đó. À, mắt không thấp hơn thân, sắc không cao hơn mắt. Thức cũng như vậy. Sắc với thức tất cả, hai với thân cũng vậy, như mắt tai cũng vậy. Ba kế đều tự địa, thân thức tự địa thấp, ý bất định nên biết tất cả cũng như vậy, chẳng hiểu gì cả cũng như vậy. Có ai không à? Có phải không? Hai câu sau thời thêm vô. Luận sư không có nói. Cho nên mà cũng dạy giống như nói chuyện gì xảy ra. Cho nên trí tuệ chúng ta nó có chút xíu không? Vậy mà chúng ta là gì hả? Là tự vui yêu Pháp và nên nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Trí tuệ như hải. Mình nổ ai chịu nổi không? Nổ ai chịu nổi. Lúc nào mình cũng nói đó. Thâm nhập kinh tạng mà đúng, khi thâm nhập kinh tạng nó mới có trí tuệ như hải được, đúng không à? Còn chưa thâm nhập thì trí tuệ chút xíu như cái chén rồi. Rồi mắt, thân mắt và sắc thông cả năm địa, năm giới địa, dục giới cho đến giới địa tứ thiền. Tức là dục giới là từ thấp nhất là a tỳ địa ngục, lên tới hết cái cõi dục của chúng ta. Trong cõi dục chúng ta nó vẫn còn có 6 tầng trời, nhưng các tầng trời đó vẫn ngự ở trên núi Tu Di, cho nên nó vẫn có mặt đất, là cảnh giới của nó khác của chúng ta, cho nên chúng ta không có nhận ra được. Và các tầng trời đó vẫn còn yếu tố của dục, chẳng hạn như là có những cõi nhìn nhau cười là dục nó thỏa mãn. Và người nam thì không có gì, người nữ thì mang thai. Còn nếu như ở đây mà cứ gặp nhau mà cười là tiêu hết. Các cõi nó khác nhau phải không à? Cứ cười ha 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 là tiêu hết. Là không biết dân số nó phát triển ai chịu nổi phải không? Cho nên mỗi cái quốc độ nó khác nhau. Nhưng mà vẫn còn là dục. Vẫn còn là dục. Còn cao hơn thì nó là cái cõi trời sắc giới. Của trời sắc giới là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền phải không à? Còn vượt qua tứ thiền thì nó thuộc về cõi gì? Vô sắc giới. Đúng chưa hả? Tất nhiên nó thuộc tứ không, nhưng mà nó là thuộc cõi vô sắc giới. Ba cõi đó, dục, sắc, vô sắc là chúng ta hình dung như vậy. Thì ở đây, ở trên cõi trời vô sắc có con mắt không? Tại sao không? À, không có vô sắc, mắt nó đỡ chỗ nào. Cho nên mình phải hiểu thành ra ở đây là thân mắt và sắc thông cả năm giới địa, đó là dục giới, rồi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, được chưa? Lên tới của vô sắc thì làm sao còn có mắt nữa. Cho nên đó, mà tại sao nó không có mắt? Đơn giản là không có sắc có mắt để làm gì, đúng vậy không hả? Cũng giống như con cá ở trong đáy đại dương, nơi đó không có ánh sáng mặt trời chiếu đến thì con cá nó không có mắt. Tại vì nó tự đào thải mà thức nó không khởi ra được, cho nên nó là cái kinh nó cũng không có. Trong môi trường không có ánh sáng thì mắt nó không khởi thức ở trong môi trường đó. Nó có khởi thức nó cũng không thấy gì, cho nên tự nó sẽ mất ở trong đó. Hiểu được chưa hả? Đó là cái quy luật nó như vậy đó. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng mắt, thân và sắc thông cả năm địa phải không? Trong đây, thân thuộc giới địa nào, nhãn kinh thuộc giới địa ấy. Đúng chưa? Thân của chúng ta đang ở giới địa nào? Dục giới.
Còn mắt của chúng ta đỡ trên cõi trời ở đâu? Nó tất nhiên phải đỡ dục giới chứ. Mà mắt đỡ đâu? Đỡ dưới chân mày. Ông bà mà nói mắt đỡ trên chân mày là nói làm sao? Đúng rồi, không chịu đỡ gì cả. Còn mắt ở dưới chân mày không chịu nhìn, cứ đỡ trên chân mày làm sao thấy đường. Thành ra là hoặc ở giới địa cao hơn chứ không thấp hơn. Đây là câu chúng ta lưu ý. Tại sao nó ở giới địa cao hơn? Bởi vì cảnh vực sắc và thức cùng giới địa với mắt hay thấp hơn chứ không cao hơn. Tức là sắc và thức nó thấp hơn, mắt nó phải cao hơn. Chỉ có cao hơn nó mới nhìn thấy được thấp hơn. Cho nên cái chữ cao thấp này là chỉ cái cõi trên nhìn thấy được cõi dưới. Hiểu chưa hả? Giống như con người chúng ta, chúng ta muốn thấy chư thiên trên cõi trời. Tại sao chúng ta không thấy? Đúng rồi, bây giờ chúng ta dùng con mắt nhục nhãn của dục giới. Và vị trí của chúng ta đứng ở dục giới. Cho nên chúng ta không thấy trên trời họ làm cái gì. Vậy thì làm sao chúng ta muốn, chúng ta có thể thấy được trên trời làm cái gì? Thiền định. Ví dụ như chúng ta thiền định ở cái mức tứ thiền, người thở nhập vào tứ thiền, người đó có khả năng nhìn thấy được á, là chư thiên ở cái mức là tam thiền trở xuống. Cho nên đôi mắt con người chứng được tứ thiền, họ có thể nhìn thấy được cõi trời tam thiền. Nhưng mà để thấy được cõi trời tam thiền thì họ phải nhập vô trong tứ thiền. Còn khi họ rời khỏi tứ thiền, họ có mắt họ nhìn đông nhìn tây không thể thấy được nữa. Bởi vì con mắt đó nó phát cái thức của dục giới. Hiểu chưa hả? Hiểu tính chất nó chưa? Vậy cho nên ai muốn thấy chư thiên họ làm cái gì? Thì sao? Thì phải đạt đến cái mức là ở cái đỉnh cao như vậy đó. Và tại sao mình không ở đỉnh cao được? Bởi vì mình bị uất trược phiền não, nó lôi mình xuống bùn dơ. Và khi mình giải thoát khỏi bùn dơ, tâm mình nó vượt lên như là một hoa sen, thì mình có thể là, mình có thể là thấy được nam, được nữ, ngửi được mùi, nghe được tiếng. Và tinh thần đó y như tinh thần Kinh Pháp Hoa. Hiểu chưa hả? Hiểu như vậy chúng ta mới gọi là hiểu biết đạo, hiểu kinh. Tại sao mà con người tụng Kinh Pháp Hoa họ có thể như vậy? Mình nói mình không chấp nhận được. Nhưng mà khi mình đọc chỗ này rồi, mình ồ, nó như vậy là đúng. Nhưng mà do mình không có đủ tuệ giác để lý giải, thành mình không hiểu tại sao. Bây giờ ai có thể là muốn thấy được trạng thái tồn tại của trung hữu như thế nào, thì người đó phải loại trừ 11 cái chướng ngại, cái thói quen của con mắt chúng ta. Đặc biệt con mắt chúng ta là thấy, thấy màu sắc, thấy bàn tay thầy đưa lên, không đưa lên thấy không? Sao không thấy? Thấy không có bàn tay chứ. Đúng không? Không thấy có bàn tay chứ. Chứ nói không thấy hết trơn là sao được phải không? Không thấy thì sao biết mình là nó không có. Cho nên thấy không có bàn tay. Nhưng mà chúng ta ít khi nào chúng ta dùng cái tâm rằng là nhìn vào một cõi hư vô. Chúng ta ít khi nào dùng cái con mắt chúng ta cứ tìm kiếm một cái đó, hoặc là chúng ta nhìn phải có màu sắc, có ánh sáng. Cái đó là cái thói quen phàm phu của chúng ta. Mà trung hữu thì nó mất cái gì? Nó mất cái sắc uẩn rồi. Chỉ còn thọ tưởng hành thức thì nó tồn tại với một cái dạng sắc. Cái sắc đó là cực lực sắc, cực khánh sắc. Cái sắc này nó vi tế mà không thể dùng cái con mắt phân biệt sắc thô có thể tiếp cận được. Cho nên nếu như muốn tiếp cận được thì thường thường đôi khi phải dùng cái tâm vô ký để ghi nhận. Cái tâm vô ký đó, cái tâm vô ký thì lúc bây giờ mới ghi nhận được là cái chuyện gì xảy ra. Thế mà khơi thức nhìn là hết thấy. Nếu mà chưa hả? Đó là những cái điểm mà chúng ta có thể dụng tâm biết tới như thế nào. Những điều này nó hoàn toàn luận giải trên cơ sở của nguyên lý khoa học. Chẳng qua do chúng ta không có tư duy tới nỗi, thành ra chúng ta mơ hồ thôi. Chứ còn biết nó thì rất bình thường. Chúng ta đọc luận sướng sướng không phải không ạ? Thông suốt. Nó thông cả kinh luật luận thông suốt. Khoa học cũng nằm trong phạm vi này, không thể ra khỏi được. Rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng là cảnh vực sắc, thức
cùng địa giới với mắt thấp hơn chứ không cao hơn, phải không? Thật vậy, không bao giờ sách thuộc giới địa cao hơn có thể được thấy bởi mắt thuộc giới địa thấp hơn. Đó là một sự khẳng định trở lại một lần nữa. Và thức ở địa trên cũng không y trên mắt ở địa giới, ở địa dưới. Ví dụ như cái thức của tam thiền nó không thể nào y trên cái thức của nhãn căn chúng ta mà khởi được. À, mà cái thức của tam thiền là nó ở trong định, và họ thấy trong định, cho nên một vị A-la-hán đôi khi muốn biết người đó như thế nào, chuyện gì xảy ra, các ngài nhập ở trong định, thì bắt đầu cái thức nó phát khởi ở trong cái định đó, thì lúc đó họ mới dùng tuệ quán chiếu, họ soi kiếp này kiếp kia, họ nhìn ra được. Còn xong rồi họ đứng lên, bắt đầu họ mới nói. Đây là những trạng thái hay lắm. Có khi cái lòng mình khát khao ở một cái cảnh giới nào đó, thuyết những cái bài pháp thâm diệu, cái sự khát khao tột độ nào đó, thì lúc bây giờ nhãn thức của chúng ta hay là ý thức của chúng ta nó sẽ đi vô những cái cảnh giới siêu việt hơn, và ở trong đó bắt đầu có thể nghe được pháp âm vi diệu. Ngày xưa thầy có trải qua trạng thái này nhiều lần và ngạc nhiên lắm. Hồi lúc mà ở Nhật Báo á, thì thuê cái hội trường giảng kinh cho các vị nghe và mong muốn có những cái kiến giải siêu việt thực chứng, thì lúc đó không có muốn giảng giải theo cái cách là học thuộc và nhai lại lời của người xưa. Cái tâm khát khao như vậy thì có khi ngồi im tự nhiên nghe, có khi ngủ, là nằm xuống ngủ là cả một cái hành trình, là đi đâu thấy mình ở cõi trời đâu suốt, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, nghe về duy thức, nghe đủ thứ, nghe rõ ràng, và thức dậy còn nghe còn nói rằng là sáng ra mình sẽ giảng cho Phật tử nghe. Chỗ này hay quá, chỗ này hay quá, bây giờ mình được học ở đây, nhất định mình phải giảng lại. Và tôi sáng ra cái mình ngủ, mình nằm ngủ chứ bao, hay là có khi là ma nó chui vô trong não mình rồi nó nói cho mình nghe, rồi mình giảng bậy để cho Phật tử mình điên đảo, để cho mình vô địa ngục không? Thì lúc đó tra cứu tìm lại trong kinh tạng, lục có khi lục mấy ngày trời mới có y cứ rõ ràng rồi, bắt đầu thấy người sung sướng vô cùng. Nó có những cái biết rõ ràng là y kinh điển như thế này mình chưa từng đọc, tại sao mình biết vậy? Bây giờ mình đem ra mình nói ra là đúng rồi. Đó là cẩn thận, chịu trách nhiệm với lời giảng. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là gì hả? Là mắt ở cái không bao giờ sắc thuộc giới địa cao hơn có thể thấy được mắt thuộc giới địa thấp hơn, và thức ở giới địa trên cũng không y trên mắt ở giới địa dưới. Nên mà chưa hả? Cho nên khi đi vô trong nhị thiền thì thức nó vẫn còn, tại vì nó chỉ khi nào đến tới diệt tận định thì đời sống của thức nó mới hết, còn dưới diệt tận định thì vẫn còn. Chẳng hạn như chúng ta nói rằng cõi trời vô sắc, trong đầu chúng ta đinh rằng là nó không có cái hình sắc gì mới gọi là vô, nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn nói rằng nó vẫn còn. Cái sắc đây gọi là trần trắng, cái sắc trần trắng mà so với tất cả những cái sắc gì ở thế gian thì nó không có, cho nên nó chỉ so như vậy để nói nó là vô, chứ thực ra nó vẫn có. Vì vậy cho nên nó cần phải nỗ lực đến tới diệt tận định, nó mới chấm dứt được cái lừa hữu lậu, thì mới đi qua Niết Bàn. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái thức ở cái địa trên đó, nó không thể nào dựa trên cái căn của địa dưới để nó khởi được. Thành ra cho nên lấy con mắt mà nhìn thấy chư thiên là không bao giờ đúng. Người ta nói ở người đó có con mắt thứ ba hay là có cái căn thứ sáu gì đó, người ta nói linh tinh vậy đó, nhưng mà điều đó không có đúng. Đối với nhãn thức vừa được nói, đối tượng của nó là sắc từ tất cả cao hơn, thấp hơn và giới địa bản thân. Tức là nhãn thức á, nó phải là ở trên cao hơn, đúng chưa? Nó mới thấy ở dưới.
còn là cái gì thấp hơn, cái cao hơn này là thấp hơn, thân thì phải thấp hơn phải không? Ừ. Rồi á, giới địa bản thân, tức là cái giới địa đó ở trong bản thân đó thôi, ở trong cái gì chẳng như con mắt thì nó ở trong dục giới, là dục giới trong giới địa đó, chứ không thể nào nó ở cái giới địa cao hơn khác được. Ở đây tai cũng vậy, cũng được nối như mắt. Tại vì khi mình đã hiểu được cái cấu trúc của mắt rồi thì mình sẽ nắm được cấu trúc của tai. Nghĩa là tai không thấp hơn thân, mắt không cao hơn tai. Tai không thấp hơn thân. Đừng đem vị trí ra nghe. Đem vị trí ra là cái đầu mình nó thuộc cái thân kinh, lỗ tai mình thấp hơn mà sao tại sao lỗ tai á không thấp hơn thân, tự nhiên có tai trên đỉnh đầu nè. Tai không thấp hơn thân, thanh không cao hơn tai. Thanh không cao hơn tai. Tại vì sao? Cái chữ cao này là chữ vi tế đó. Ý nói rằng là cái thanh mà nó vi tế vượt cối lỗ tai mình không thể nghe được. Cái đó là câu chữ như vậy, chịu thôi, đó là cãi luận sư sao hối thải. Chúng ta chỉ tập hiểu chữ cho đúng thôi. Tại cái việc của thầy là giúp cho các vị hiểu chữ cho đúng nghĩa. Chứ không phải, còn thầy cũng có quyền sửa chữ. Người luận dịch giả cũng có quyền sửa. Tại dịch giả đơn giản là họ chuyển ngữ, là chữ đó phải có. Và cái chữ tiếng Phạn nó được miêu tả như vậy, chữ Hán được miêu tả như vậy. Nó là cái gọi là cái hình dung từ cao hay thấp là phải dùng chữ như vậy á. Không được dùng chữ khác. Dùng chữ khác nó ra cái nghĩa khác liền. Có những trường hợp, chẳng hạn như á, ví dụ như là cái chữ hiện tại lạc trú đó. Là cái chữ hiện tại trong Pali nó không phải là gì? Là tính từ chỉ thời gian. Mà trong Pali hiện tại nó là động từ. Nó là một động từ chỉ cho sự nỗ lực hành động đúng đắn ở trong hiện tại, đạt đến cái chỗ là an lạc. Nhưng mà người ta hiểu sai, thành ra người ta nói hiện tại lạc trú, người ta có xu hướng là không sám hối lỗi lầm, rồi quên đi quá khứ, cũng chẳng màng tới cái những cái giá trị đạo đức của tương lai, chỉ có hiện tại làm sao cho mình thiệt là thoải mái, đó là cái cảm giác. Như vậy cái chữ hiện tại đó là nó sẽ nằm ở trong tứ thiền, tại vì xá niệm chỗ thanh tịnh nó tới tứ thiền là hết, nó sẽ không có đi qua là cảnh giới niết bàn như Phật muốn nói trong kinh là nhất dạ hiền giả. Sống trong hiện tại theo cái nghĩa của nhất dạ hiền giả là gì? Là một sự nỗ lực hành động mạnh mẽ, quyết đoán, đúng đắn ở trong hiện tại để chúng ta đạt đến cái chỗ là gì? Là niết bàn tuyệt diệu. Cái chữ hiện tại đó là một động từ, nó không phải một danh từ. Nhưng mà khi hiểu sai rồi thì nhiều khi thầy hiểu sai, trò cũng hiểu theo, rồi thi nhau mà diễn đạt sai cả một nhóm luôn. Nắm được chưa hả? Nhờ thì ở đây chúng ta thấy không, cái chữ là tai không thấp hơn thân, thanh không cao hơn tai, thức cũng vậy, thanh với thức tất cả, hai với thân cũng vậy. Tùy theo sự thích hợp giải thích chi tiết như nối ở mắt và ở trên. Được chưa hả? Cái đó là tự giải thích, chứ giờ ông Lý lặp lại một lần nữa. Lặp lại lần nữa thì các vị nghe nó phiền tai các vị đi. Ba giới đây, đó là mũi, lưỡi và thân. Mũi, lưỡi, thân. Có thân, đối tượng, thức đều thuộc giới địa bản thân. Tức là mình đang ở trong dục giới thì lỗ mũi ở trong dục giới, lưỡi cũng ở trong dục giới, thân cũng gì? Cũng ở trong dục giới. Có thân, đối tượng, thức đều thuộc giới địa bản thân là như vậy. Sau khi nêu tổng quát như vậy, sau đây sẽ nêu chi tiết sai biệt. Thân, thân giới và xúc luôn luôn tại bản địa. Luôn luôn là tại trong cái vị trí này, là cái thân. Rồi cái thân giới, tức là cái phạm vi của thân mình có thể là tiếp cận được, và cái xúc, tức là mình xúc chạm được, đều nằm ở trong cái giới của bản địa.
Cho nên chư thiên thì ở trong giới bản địa chư thiên, còn con người chúng ta trong giới bản địa của con người. Nhưng thân thức có khi lại, có khi tại bản địa như người sanh dục giới và sơ thiền, có khi ở giới địa thấp hơn như người sanh nhị thiền. À, là sao? Chỗ này chúng ta hiểu làm sao? Thân thức có khi tại bản địa như người sanh dục giới và sơ thiền, được chưa? Ừ. Có khi ở giới địa thấp hơn như là người sanh sơ thiền. Nhị thiền. À, nhị thiền nghĩa là sao? Tức là đối với nhị thiền cho đến tứ thiền thì dục giới và sơ thiền là địa thấp hơn. À, cái giải thích chú thích chỗ 311 á, rất là rõ ràng. Đó là gì? Là khi ở giới địa thấp hơn như người sanh nhị thiền thì từ dục giới lên tới sơ thiền là nó phải thấp hơn nhị thiền. Được chưa hả? À, rồi, ý thì nên biết có bốn trường hợp bất định. À, nói tới ý nha. Nói tới ý là chúng ta đừng quan tâm tới là mắt tai mũi lưỡi nữa. Quan tâm tới ý. Có khi ý với thân thức và pháp cả bốn đồng giới địa. Có khi cao hơn hay thấp hơn. Cho nên cái ý nó hoạt động khác hơn. Có khi ý khen nhưng mà nó có thể nó hoạt động ở trong giới địa của thiên giới. Chẳng hạn như ý khen có một người đang thiền định. Họ ngưng lại tất cả sự hoạt động ở các cái địa dưới. Thì tâm nó tiếp xúc ở trong cái địa siêu việt hơn. Và trong trạng thái đó thì ý nó đang tương ứng với cái địa cao hơn. Vì vậy cho nên ví dụ như bây giờ một vị, chẳng hạn như một vị A-la-hán, ngài muốn đi lên cõi trời thì làm sao? Chẳng hạn như chúng ta đặt câu chuyện, chúng ta thấy tôn giả Mục Kiền Liên hôm đó dùng thần thông muốn kiểm nghiệm xem là âm thanh Đức Phật thuyết pháp nó vang tới đâu, mà tất cả Đức Thế Tôn nói lời của ta là ngôn ngữ viên âm mà ở trong ba cõi mười phương đều nghe được. À, thì lúc đó ngài mới dùng thần thông bay đi tích mù, ngài bay nhắm mắt nhắm mũi mà bay chỉ nghe thôi, bay tới mức quên đường về. Lúc đó mệt quá bay không nổi nữa, thần thông có một vị thanh nhân mà bay không nổi nữa, cái ngài đứng hạ xuống. Ai ngờ đâu ngài hạ trên cái bình bát của cái ông Bồ Tát thôi, của Phật khác. Tại nên Đức Phật khác mà nói, mà Đức Thế Tôn có một cái con trùng mà nó mặc áo cài sa, mà nó đi trên bình bát của con, nó lạ quá. Những cái chuyện như vậy trong kinh điển thì là vui. Rồi lúc đó là Đức Phật ở quốc độ đó mới nói rằng là các người đừng có coi thường Đại Mục Kiền Liên. Là một vị thần thông, là một cánh tay đắc lực của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Thì và Đức Phật nói là này Mục Kiền Liên, ngươi hãy thể hiện cái thân oai đức, không nên để cái thân nó nhỏ bé như là hữu tình ở trong của ta bà, khiến cho các đại Bồ Tát ở đây sinh tâm khi dễ mà tổn phước. Thì ngài Mục Kiền Liên ấy mới hiểu cái thân to lên. Chúng ta hiểu làm sao? Mình hiện cái thân đó là nó kinh dạ chạy mấy ông chết sao? Dạ, cái thân nó ở đâu? Hả? À đúng rồi. Nghĩa là cái thân của ngài Mục Kiền Liên vẫn ngồi tại núi Linh Thứ. À, cho nên chúng ta nói đường nói là ngài đi tức là mang theo cái thân đi, là mình hiểu mấy móc. Tại sao? Bởi vì ở trên cái quốc độ đó thì cái thức tâm nó sẽ, nó gì? Nó sẽ hiện ra và nó thu lại tự tại. Còn á, cái thân con người mình nó bị giới hạn bởi cái địa này. Hiểu chưa hả? Chính là đem qua cái địa khác thì cái sức nóng mặt trời là mình chết ngay. À, cho nên giờ cho nên chúng ta hiểu như vậy là hiểu đúng giáo pháp. Nếu mà chưa hả? Rồi.
thân duy chỉ thuộc năm giới địa, ba còn lại là ý, thức và pháp ở tất cả giới địa. Khi thọ sanh và khi nhập định, tùy theo sự hợp lý, hoặc đồng địa hoặc khác địa, như sẽ được nối chi tiết ở trong phẩm phân biệt định. Sau này chúng ta qua phần phẩm phân biệt định ấy, chúng ta hiểu rằng là cái trạng thái nhập thai của một vị Bồ Tát với cái trạng thái nhập thai của phàm phu ngu hoặc nó như thế nào. Một vị Bồ Tát ra đời vì đại bi và nguyện lực, biết cái chốn bùn lầy tanh hôi nhưng vẫn lội vào để dẫn dắt kẻ lầm than. Còn phàm phu ngu hoặc thì nghĩ rằng ở trong bùn lầy lại có gì, có cái sự thơm tho à, cho nên chúng ta thấy nó khác nhau, thành cái sự thọ sanh, cái gọi là cái nguyện lực tái sanh của các ngài nó khác. Còn là nguyện sanh nó khác với nghiệp sanh. Thành ra ở trong cái phẩm phong biệt định sau này chúng ta có thể hiểu thêm là Đức Phật trạng thái ngài đi vào trong thai mẹ như thế nào, chứ không phải đi theo cái dạng thức tâm như chúng ta à, những điều như vậy á là chúng ta mới hiểu. Còn ví dụ chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì chúng ta vãng như thế nào? Tại vì cái lòng chúng ta khao khát ở một cái thế giới mà nơi đó không có ngũ trược ác thế, nơi đó có bạch hạc khống tước anh võ, có tầm già ca diễn pháp âm. Cái lòng chúng ta nó khao khát ở trong một cái thế giới bình an với nước bát công đức, với hoa sen, với đầy đủ thiện lành như vậy. Và nương theo câu hỏi của Vidhi, con nhân gì duyên gì mà phải sinh ra một đứa con hại cha của nó, và bức chuỗi ngọc thấy đi đều quyết định là muốn tới một cái thế giới mà không còn chứng kiến những cảnh như vậy nữa. Từ cái duyên đó mà Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni giới thiệu của cực lạc Tây Phương. Vì vậy thì cái tâm của chúng ta nhìn thấy cõi này, chúng ta muốn trở về với Tây Phương Tịnh Độ, chúng ta cứ cái tâm đó gọi là gì, là nguyện thiết. Và lúc bây giờ chúng ta ngồi im, chúng ta niệm Phật, chúng ta niệm Phật như vậy, cái tâm mình nó ở trong chỗ nào? Nó ở trong định, đúng không ạ? Nó ở trong định. Định ở đâu? Định ở trong hồng danh của Phật. Và do nó định trong hồng danh của Phật như vậy thì lúc bây giờ sao? Thân mạng nó hoại ngang đó, nó chung ngang đó, thì cái thức tâm kia chưa có chứng được Niết Bàn A-la-hán, nhưng nó nương theo cái nguyện tha thiết và cái sức mạnh định đó, tự nhiên nó phải hóa sanh đúng với tâm của nó. Mà tâm của nó chính là cái tâm hóa sanh trong trong cõi hoa sen của cực lạc. Thấy chưa hả? Đó là cái cấu trúc của hóa sanh nó như vậy đó. Cho nên ví dụ như khi chúng ta đau tới đứt ruột đứt gan, đau tới điếng đi nữa, thì chúng ta cũng ở trong hồng danh Phật A Di Đà. Đó cũng là một cách mà chúng ta quen trong đời sống hàng ngày. Để chỉ đỡ khi mà cái thọ khổ khi thân hoại mạng chung nó khủng khiếp lắm, nó không có còn là cái vấn đề chi phối mình nặng nề nữa, thì lúc đó mình mới có khả năng tự tại niệm Phật. Còn nếu như mình thiếu cái khả năng này thì cái thọ khổ khi mà hơi thở không được, đau đớn nó hành á, rồi bao nhiêu thứ trong thân của mình, thì phiền não sẽ khởi lên. Phiền não khởi lên thì chúng ta không còn nhớ cái nguyện của mình nữa, và lúc đó tất cả nó đều dẫn theo nghiệp. Thì lúc đó nó dựa theo cái nghiệp tốt hay nghiệp xấu mà dẫn đi. Mà dẫn theo cái nghiệp tốt, chúng ta sinh cái gì? Cái tham ở trong lạc. Và thường thường nghiệp nó hay biểu hiện ngược lại. Ví dụ như nó dẫn ở trong cái mức là con người mình lạnh quá thì nó thấy lửa nó thích à, nhưng mà chúng ta không biết rằng đó chính là địa ngục. Nó như vậy đó, nó ngược lại. Thành tâm mình nó muốn tìm tới cái chỗ để cho nó được, nó được an ổn đó. Thành tựu nó như vậy đó. Vì mục đích lược bỏ sự rườm rà ở đây nên không nói thêm nữa. Trước nói rồi, sau lại nói, kết quả ít mà công sức lớn. Câu này nói thôi, thảm không? Đó. Tức là ý ngài nói rằng là gì? Phân biệt định là chừng đó sẽ nói cụ thể hơn.
Còn bây giờ đang nói chuyện này lại nói linh tinh, rồi tới cái chuyện phẩm định đó lại nói nữa. Thành ra ngài nói này là lược bỏ rườm rà, mà ở đây không nói thêm, cho nên gọn lại như vậy. Trước nói rồi sau lại nói. Cái câu nói này chúng ta thấy mình không? Cho nên mình lấm cấm giới sợ. Trước lại nói, sau lại nói. Cái câu đó nói hoài, nói rồi, nói mãi, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Đó là chúng ta thấy mình không có như tổ sư. Cho nên ngài kết luận là kết quả ít mà công sức lớn. Câu này chúng ta nên học. Học làm sao mà cái kết quả mà công sức ít mà kết quả lớn. Chúng ta ít tiền mà chúng ta làm được công đức lớn, đúng không ạ? Chúng ta nghèo nghèo mà chúng ta tạo phước to. Cái đó gọi là gì? Là công sức là ít mà kết quả là lớn. Có những người là họ có nhiều tiền nhưng mà họ làm có chút xíu phước rồi. Họ làm linh tinh cái này kia là có chút xíu phước thôi. Mà đỡ mà muốn có phước nữa, họ phải đi làm rất nhiều thứ nữa mới có chút phước. Bây giờ giống như chúng ta xây trường đại học rồi này, đây gọi là công sức ít mà kết quả nhiều. Thì cái trường đại học tất nhiên nó không dừng lại ở chỗ là một thế hệ. Mà trường đại học thì nó chẳng có làm gì khác ngoài là truyền trao chánh pháp. Mà ai hộ trì chánh pháp, có công đức hộ trì chánh pháp thì người đó sẽ thành tựu chánh pháp. Mà thành tựu chánh pháp tức là thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy không có cái công sức nào hộ trì chánh pháp bằng cái việc là chúng ta xây trường, đúng mà chúng ta giữ gìn chánh pháp. Đó là công đức hữu lậu. Còn công đức vô lậu là chúng ta học giáo pháp. Chúng ta nhìn như vậy y như tổ sư nói. Mà ngài tiết kiệm tới mức mà lời nói ngài cũng không muốn nói dư. Ngài nói này là gì? Là kết quả ít mà công sức lớn. Chúng ta nhìn thấy mình hổ thẹn quá. Mình nói đủ thứ tới ngày, công sức mình quá nhiều mà cái kết quả rất ít. Cái tình trạng mà mẹ dạy con á, đó là cái công sức lớn mà kết quả ít. Nhiều khi nó ì, nó không thèm nghe nữa. Nó tại sao mà phiền quá, nó không thèm nghe nữa. Đó. Hay là mấy cô lải nhải càm ràm với ông chồng á, người gì mà nặng nề nói hoài không chịu nghe lời. Đó. Nhưng mà giờ làm sao? Cho nên đây là những chữ mà chúng ta học á, chúng ta liên tưởng. Liên tưởng cứ ngồi cười hoài thôi. Nó tại sao mình lại hành động dại dột không bắt chước tổ sư? Cho nên hả? Chị không nghe mà nói nữa nó có nghe đâu. Không nghe đâu thì mình cũng đâu có làm gì được, phải không à? Cho nên phải tìm cách khác chứ. Cách nào đó nó khác đi chứ. Nói phụ luận đã xong. Đây là phụ luận xong rồi. Bây giờ qua tới phần sở thức. Nay sẽ nghiên cứu vấn đề này. Trong 18 giới và trong 6 thức, cái gì được nhận thức bởi cái gì? Nay sẽ nghiên cứu là trong 18 giới tức là gì hả? Là 6 căn, 6 trần và 6 thức. Trong 18 giới và trong 6 thức, riêng lĩnh vực 6 thức thôi, thì cái gì được nhận thức bởi cái gì? Các vị nhìn thấy một lẵn hoa không? Nhìn thấy một cái hoa lan không? Như vậy thì hoa lan thấy chúng ta hay là chúng ta thấy nó? Hả? Thầy nói này. Đó là trong 18 nhiệm. Là trong số thức, cái gì nhận thức bởi cái gì? Nhãn thức á. Cái nhãn thức là không phải con mắt nha. Tại con mắt đơn giản là nhãn căn. Cái khả năng phân biệt con mắt, thì con mắt nó là nhãn thức. Nhãn thức nó phân biệt được hoa, hay là hoa nó hiện lên ở trong nhãn thức. Giờ phân tích đi. Bây giờ rồi nghe. Đáp rằng là năm ngoại hai sở thức. Các sắc giới thanh hương vị xúc theo thứ tự được lãnh nạp riêng biệt bởi các thức, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, và được thức biệt chung bởi ý. Được chưa? Mỗi giới này như vậy
được nhận thức bởi hai thức. Được chưa hả? Chỗ này có ném được không? Đọc lại. Các giới, chẳng hạn như là sắc, thanh, hương, vị, xúc, theo thứ tự được lãnh nạp bởi cái gì? Sắc thì được lãnh nạp bởi mắt, thanh thì được lãnh nạp bởi tai. Tương tự như vậy phải không? Gì nữa? Pháp thì được nhận thức bởi gì? Bởi ý. Được chưa? Mỗi thức này như vậy được nhận thức bởi hai thức. Đó là gì? Đúng rồi. Tại vì nhãn thức nó nhìn thấy hoa, nhưng mà không có ý thức thì nó không có biết được. Cho nên con mắt nó chỉ có nhận thức được một cái sát na đầu tiên thôi. Rồi sau đó nhận thức đó, cái thức đó, kết quả của thức đó, nó chuyển sang cho ý thức. Ý thức bắt đầu có khả năng phân biệt mạnh hơn. Hiểu chưa hả? Thì nó mới phân biệt rõ ràng hơn. Còn cái sát na ban đầu, căn thì nó chỉ đơn giản là một sát na, nó vẫn có khả năng nhận phân biệt. Nhưng mà sát na thứ hai thì nó chuyển giao cái kết quả đó qua cho ý thức. Vì ý thức là cái cơ quan chuyên và phân biệt. Cho nên ở đây mới nói rằng gì? Mỗi giới này được gì? Được nhận thức bởi hai thức. Đó là cách nói gọn như vậy. 13 giới còn lại, vì không phải là đối tượng sở duyên của năm thức thân, chỉ được nhận thức bởi một ý thức. 13 giới còn lại là gì? Hả? Mười ba giới còn lại là gì? Tại vì 18 mình trừ ra cái năm thức thân phải không? Thì còn bao nhiêu? Sáu căn, sáu trần, sáu trần phải không? Sáu trần và ý là 13. 13 loại này nó được nhận thức bởi gì? Bởi ý thức. Cho nên chúng ta phân biệt là khả năng thân thể chúng ta nó có thể nhận biết tới đâu. Rồi cái khả năng trong ý thì nó nhận biết tới đâu. Khi biết như vậy rồi thì chúng ta mới có thể tu tập được. Đây gọi là sở thức, là cái chỗ mà thức nó hoạt động. Nắm vững như vậy thì bây giờ chúng ta mới biết được là nó như thế nào, cái nguyên lý cấu trúc của nó hoạt động như thế nào. Còn phạm vi thường tính là sao? Ở trong 18 giới này bao nhiêu là thường tính? Là thường. Thường là pháp giới vô vi. Chỉ có duy vô vi là thường. Nhận thức như vậy, cho nên tu chúng ta thành tựu vô vi. Còn hữu vi đều bị luân hồi, bị vô thường. Mà vô vi nó hình thành trên nền tảng nào? Vô vi trên nền tảng vô lậu. Hoạt động của vô lậu biểu hiện như thế nào? Vô tham, vô sân, vô si. Nhận ra như vậy. Cho nên hiện bây giờ là có sân không? Có tham không? Có si không? Như vậy thì ngay lúc này chúng ta đang gieo nhân vô lậu. Gieo nhân vô lậu cho nên sao? Nó thành tựu vô vi. Mà vô vi là pháp thường. Nắm được chưa hả? Bởi vậy cho nên lần trước chúng ta đã nghe câu chuyện của ai? Câu chuyện của tiên nhân gì? Tiên nhân Ba Dị Ni. Ông là một người tổng hợp tất cả cái tinh hoa của ngôn ngữ đương thời và chế tác ra một bài 1000 bài tụng gọi là Luận Thanh Minh, đúng chưa? Nhưng mà ông hết kiếp đó đầu thai luân hồi tới lui, thứ 500 năm sau ông đầu thai vô trong nhà một cái ông nọ, trở thành một cậu bé mà một bài tụng ở trong Luận Thanh Minh cũng không có thuộc, bị ông cha quấn. Ngài A-la-hán nhìn thấy đứng cười thật là cười, tại vì một người là chưa chắc là như vậy mà cuối cùng đi vô cái chỗ là không thuộc, bị người ta quấn. Làm sao mà không cười được phải không ạ? Vì là hắn biết cười nhưng mình đâu có biết cái đâu cười. Còn tiền thân của A-la-hán là gì?
nó cũng dơi, nó bị khối lửa ung như vậy mà chỉ có tâm con dơi, nó đâu có trí phân biệt như con người, chỉ có nghe cái âm của một cái người buôn bán ngồi đọc A Tỳ Đạt Ma, ngồi đọc luận tạng thôi, cái thức nó duyên theo đó mà từ duyên đó trở thành một vị A La Hán. Giờ ông lấy mình nhà thua con dơi có đúng không ạ? Và cái thức của mình đang ở trong cái khả năng tiếp cận tới luận tạng như thế này thì chúng ta thấy nó siêu việt tới mức nào, và dần dần thì trở thành cái chỗ là hữu vị vô vi vô lậu. Còn tất cả kiến giải của thời gian như tiên nhân Ba Vị Ni thì vẫn là hữu lậu, tại vô thường là hủy hoại tới mức đầu thai không còn nhớ gì hết trơn. Bây giờ cho nên tại sao mà Thế Tôn dạy chúng ta là phải học Phật pháp, thì kiến thức của thời gian suy cho cùng nó là kiến thức hữu vi hữu lậu, và có cái bằng cấp ngành nghề chỉ là phương tiện sinh nhai thôi, không có hơn gì nữa đâu. Thêm một chút cái phương tiện sinh nhai, sinh nhai thì cái nước mà nó thiếu văn minh á thì nó lóng nước, chứ còn nước Mỹ người ta trân trọng một bác sĩ với một người quét rác như nhau. Tại vì cái bổn phận ông tổng thống ông cũng xem là một cái nghề, là một cái người chủ một cái hãng này thôi, chức năng của ông cần phải làm những gì mà người dân bỏ phiếu cho ông, ông ra ông làm cho hết chức năng của ông, đó là cái xứ sự văn minh đấy. Tất nhiên của người ta thì nó cũng có những cái ngã sai biệt, chứ không phải lúc nào cũng theo luận lý đó, nhưng mà tinh thần đó là tinh thần bình đẳng, tinh thần trân quý giá trị tồn tại một cách bình đẳng. Thành ra đây chúng ta hiểu, chúng ta đang học Phật pháp, chúng ta học Phật pháp nó có đến cái giá trị là vô vi vô lậu, và ở trên cơ sở đó nếu như chúng ta huân tập dần dần thì nó thường mà nó thường cho nên nó cứ tồn tại dần dần thì nó nhiều cái thường như vậy, thì cái tính chất vô lậu của nó sẽ bào mòn đi, xin lỗi, cái tính chất hữu lậu á nó sẽ bào mòn dần dần, nó giảm bớt dần dần, và nó còn lại thuần một cái màu là vô lậu. Thuần vô lậu chúng ta sống ở trong cái đó, chúng ta gọi là cái gì, là cái cõi chân thường. Hiểu chữ cõi chân thường chưa hả? Cho nên chữ nghĩa nó như vậy đó, mà mình hiểu ra thì mình mới dùng cái chữ nó mới đúng nghĩa được. Rồi bây giờ nói đến phi căn thì sao, căn phi căn phân biệt như thế nào, bao nhiêu là căn, bao nhiêu là phi căn? Phân nửa pháp là căn, và 12 nội giới được ghi nhớ trong kinh. 22 căn được nói đến đó là gì? Đó là căn mắt, còn mắt ha, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn ý, căn nữ, căn nam, căn sanh mạng. Chữ căn sanh mạng này là nó như là cái sức sống vô hình. Ví dụ cho người đó họ có khả năng tồn tại khoảng 30 tuổi, mà tới khi cái căn mạng này nó hết là chết rồi, không có bệnh gì cũng chết. Tại vì khi họ đến với cõi này, thọ thai trong bụng mẹ, thì cái nghiệp của họ nó đã mã hóa, thầy dùng chữ là nó mã hóa một cái loại nghiệp, mà tới cái thời kỳ đó nó mới bộc phát ra. Ví dụ như con người chúng ta sinh ra là không có dục ái. Cái gì? Mạng quyền cũng được, chúng ta dùng những quyền là cái quyền tồn tại đó, mạng quyền cũng được. Thì ở đây chẳng hạn như là một đứa trẻ sinh ra nó không có dục ái, nhưng mà khi thân căn của nó phát triển lên tới cái túi nào đó thì lúc bây giờ cái chung tử dục ái nó sẽ phát khởi lên, chúng ta nắm chưa hả? Cho nên nó mã hóa như vậy, và cái nghiệp của nó mà nó mạnh chừng nào thì nó mã hóa mạnh chừng đó. Do vậy cho nên ở trong cái đời ác trược thì lúc bây giờ 5 tuổi 10 tuổi 5 tháng 7 tháng đã trở thành gia đình rồi, nó tùy theo cái mã hóa như vậy. Hoặc là có người mã tới mức của nó, tự nhiên tôi lúc khoảng 40 tuổi, 50 tuổi với họ điên. Chúng ta có biết không? Có biết chuyện đó không? Có mấy trường hợp là người đó rất là thông minh, tự nhiên tới 50 tuổi tự nhiên điên. Điên nói loạn xạ giống như không đầu, không đuôi, không ra hết trơn vậy đó. Hoặc là có người đang khỏe mạnh, chừng như mới 50 tuổi, không có lý do gì hết, ăn uống cẩn thận vô cùng, tự nhiên ung thư.
Đó, cho nên cái nghiệp của nó như thế nào đó, nó tới cái thời điểm đó, cái thân tới lúc đó thì bắt đầu nó mới phát sinh ra. Và nó phát sinh ra bắt đầu là cái nghiệp nó chiêu cảm những đồ ăn thức uống nào đó để cho cái này nó phát triển lên. Thành ra chúng ta tu tập chuyển trong tiềm thức chuyển tư ở trong cái mã hóa đó. Cái đó là cái đặc sắc của đạo Sakya Buddha của chúng ta sau này. Và nó có thể là nó dẹp bỏ những cái nhân cách xấu xa mà người đó họ sẽ thực hiện để gây tổn hại cho cuộc sống. Chẳng hạn như họ tạo phạm pháp này, rồi họ mất hai ông cảnh sát canh nhà tù này, phải xây nhà tù để nhốt lại này, lẽ ra cái thân căn đó phải làm những cái việc tốt đẹp hơn. Thì những điều này là chúng ta hoàn toàn có khả năng là truyền trao và tạo dựng được. Cái tinh thần chúng ta nó sẽ siêu việt hơn rất nhiều. Như vậy thì ở đây chúng ta hiểu là căn sinh mạng, căn lạc. Căn lạc, nếu không có căn lạc là chúng ta sẽ không thấy vui. Căn khổ, căn hoan hỷ đó, căn ưu phiền. Nếu như không căn ưu phiền thì mình đâu có buồn. Căn buông xả, căn tính, căn tấn, căn ức niệm, căn định, căn tuệ. Căn sẽ biết điều chưa biết, căn biết, căn đã biết rõ. Như vậy, có những cái căn nào mà mình nên bỏ, hoặc những căn nào mà mình nên phát triển. Nhưng các đại lượng sư A Tỳ Đạt Ma không theo thứ tự của sáu xứ ở trong kinh, mà đặt ý căn ngay sau mạng căn, vì tính cách có sở duyên của nó. Đó chứ hả? Có mạng căn là có ý căn nó duyên theo. Trong đây, một phần pháp là 11 căn kể từ mạng và 3 căn sau. Vì là một phần của pháp giới trong 18 giới. Được chưa? 12 giới nội tự thân. 12 giới nội tự thân là gì hả? Sáu căn và sáu thức phải không? Nội tự thân gồm 5 giới cỡ từ mắt, như gọi là như tên gọi, còn ý căn thì bao gồm cả 7 giới. Được chưa hả? Căn nam và nữ là một phần của thân giới, tại nó gắn ở trên thân. Sau này sẽ nói, tại vì đây là những cái nguyên nhân dẫn tới dục ái đó, dẫn tới luân hồi. 5 giới còn lại và một phần pháp giới được thành lập là phi căn. Những cái điều này chúng ta về đọc chiêm nghiệm tự phân biệt ra nghe. Phải cố gắng tự làm việc bớt, đừng để thầy giải thích nhiều quá. Mời đại chúng hồi hướng.